Đỗ Quốc Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là buổi chiều ngày 30 tháng 6 năm 2016, và sáng nay thì tôi có lắp hai cái bộ quay của sập Cẩm Lai 1m8 x 2m2, trong đó có một bộ tứ diện và một bộ tam diện. Thế thì, nhưng mà do là cái mặt ấy là bị trồng một đống cái mặt to ở kia lên, cho nên là nó không bê được cái mặt này ra, thiếu lực lượng. Trong đó thì nhiều khách hàng rất quý mến các cái bộ quay đó nhưng mà chưa nhìn thấy mặt. Cho nên bây giờ chúng tôi vừa mới nhấc cái mặt lớn ra và tạm thời lau qua cái mặt này cho khỏi bụi, và đang bắt đầu quay cái phần mộc để cho quý vị xem. Hiện nay cái này để lâu nó co ngót, nó còn chưa kịp gõ vào. Đây là để quý vị nhìn là cái mặt này vân nó đẹp nào. Đây là mặt liền một lá. Và cái ván là chúng tôi xẻ ra là từ ván 2 phần rưỡi, mặt liền một lá và vân thì rất là tuyệt vời, bởi vì vân nó thành hình núi. Và đây các cái sóng dập dờn đưa vào đây, và cái thành phố tranh này thì làm vào loại đẹp nhất, y như một cái dạ của một cái mà tôi nhắc là trông như con trăn, thì chính là cái này. Và hiện nay ở đây đang còn 3 chiếc mặt, nhưng mà đây chúng tôi mới đang quay chiếc thứ nhất, còn chiếc bên dưới nó cũng tương tự như thế này. Đây vừa lau nước đi và bây giờ nó đang khô trở lại. Tôi xin nhắc lại là đây là sập 1m8 x 2m2 bằng gỗ Cẩm Lai và là mặt một lá, tức là cái ván bên trong này là một tấm liền, và đây thì là phần chính giữa, cái phần gỗ là đi ăn. Và tôi vừa mới lau bụi xong, thế bây giờ tôi sẽ đi vào trong để quý vị xem là hai cái bộ quay tôi mới quay vào lúc sáng thì nó như thế nào. Vậy nay đây tôi đang quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Đồ Gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng độ 40 km. Và cách từ Phủ Lý đi lên thì chừng độ 30 km. Đây là bộ quay sập gỗ Cẩm Lai 1m8 x 2m2, cái loại tam diện, tức là cái hậu chỉ là một cái thanh kia thôi, quý vị nhìn thấy thanh thẳng đấy. Còn đây là dạ tiền, cái này là dạ hồi duy nhất. Đây là dạ hồi thứ hai. Tôi xin nhắc đây là sập tam diện, vì sáng nay tôi đã quay kỹ rồi, nhưng bây giờ tôi quay lướt qua thôi. Và bây giờ tôi quay tiếp đến chiếc sập tứ diện 1m8 x 2m2 gỗ Cẩm Lai. Đây cái dạ sau nó cũng to đây, quý vị cứ xem, tôi đang nghe điện thoại chút. Chú đây. Ôi. Ok. Đó. Còn đây là chiếc, đây là dạ tiền của chiếc sập tứ diện. Mà sáng nay tôi có nhắc là trông như cái vân đá của những người thợ làm ở núi Non Nước Đà Nẵng. Còn đây là dạ hồi. Sang ra khỏi bên kia. Và tôi đang quay cái phần mặt và cũng như phần dạ này theo yêu cầu của anh Nguyễn Thông ở Nam Định. Hiện nay anh đang công tác ở nơi rất xa, nhưng mà anh từ xa anh có điện về và có nhắc đến cái việc là có thể sẽ đưa, đợt tới thì sẽ đưa ông cụ đến để ngắm nghía. Thứ Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Hôm nay là chiều ngày 30 tháng 6 năm 2016.